Mến chào cả nhà, Tin Store giới thiệu với các bạn một lần nữa cái máy xay đa năng multi-talent của Bosch. Nó là dòng 3100 MCM 3, cái này là 3200, cái 3100 là chiếc mình có giới thiệu. Về đến cái máy MCM 3200 VW ha. Cái dòng này mình gọi là máy xay đa năng. Tiếng origin của nó gọi là multi talent đó. Thì cái này nó có hai lưỡi, một cái là lưỡi sắt lát mỏng và dày, các bạn chỉ cần là cái mặt nó dày thì là sắt mỏng hoặc là sắt dày ha, và sắt sợi cũng hai, là hai hai mặt, một mặt thì là sắt sợi lớn, mặt sắt là nhỏ, các bạn chỉ cần xoay cái mặt. Rồi cái dĩa nhựa này, cái dĩa nhựa này thì các bạn sử dụng để ví dụ như là mình pha bột hoặc là mình làm đánh trứng, nói chung là cái gì lỏng ha. Ví dụ như là các bạn dùng một cái, dùng cái trục này ở đây, cái dòng 3200 nó có một cái trục ha, các bạn gắn vô nè đó, rồi mới để cái đĩa này vô nè đó, rồi đánh trứng vô, rồi nêm gia vị gì đó thì xay lên thì nó xay trứng cho các bạn, hoặc là các bạn đổ bột, đổ sữa, đổ đường, đổ gia vị gì đó rồi xay thì nó sẽ trộn bột lỏng cho các bạn để các bạn làm pancake, làm crepe hoặc là bánh kẹp, nói chung là đổ khuôn đó, bột đổ khuôn đó là mình trộn bột bằng cái này ha. Rồi ngoài cái trộn bột lỏng này, các bạn còn có thể nhồi bột khô nữa. Các bạn dùng cái lưỡi này gắn để cục trục vô, gắn cái này vô, rồi các bạn đổ bột, đổ nước gì đó tùy theo các bạn, ngồi để nó quay ngồi đến nó nhồi bột dùng cho các bạn, thay vì các bạn phải dùng tay nhồi như thế này thì dùng cái lưỡi này, thì bằng nhựa này thì là hồi nữa nó nhồi bột cho các bạn ha. Đó, nó có cái sự tiện nghi này. Rồi đương nhiên cũng có cái máy, cũng có cái lưỡi xay bén, thì các bạn nhớ nha, như mình đã thường nói chính vì nó quá bén, nó rất bén cho nên nó phải được cất giữ trong một cái miếng nhựa, như vỉ nhựa như thế này, nếu không thì dễ đứt tay, các bạn cẩn thận nha. Khi mà lau chùi rửa cầm như thế này nè, rồi để trong một cái thau nước ấm rồi quậy quậy đi, chứ mà coi chừng cẩn thận đứt tay, nhất là trẻ em cẩn thận không cho tụi nó đến gần như thế này nha, luôn luôn sử dụng xong là phải cất nó vô đây liền ha, để cho tránh cái trường hợp không tốt lắm đó, để vô đây nó có cái miếng nhựa này nó che này cản. Rồi cả hai cái này cũng vậy nữa, nó cũng bén, nhưng cho nên cũng nên đừng để cho trẻ em đến gần ha. Rồi trong cái dòng 3200 này còn cái gì nữa, em xem 3200 nó còn có một cái ca xay sinh tố, tức là 1 lít ha. Thì ở đây như mình vẫn thường nói, cái đồ nhựa của Bosch họ bảo đảm 100% là không có độc tố. Những gì bằng nhựa mà đụng đến hàng gia dụng ở trong bếp để tái chế, tái biến thực phẩm, để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, nhựa của họ không có độc tố ha. Tức là các bạn không sợ là nó ra chất nhựa, nó ra cái chất gì đó trộn vào đồ ăn của mình không, bảo đảm 100% luôn. Rồi cái ca này muốn cho nó sử dụng được á, nó xay được là phải để nó vào trong cái vị trí an toàn đó, cái vậy thì máy nó mới khởi động. Nhưng mà như thế này vẫn chưa được, nó còn phải có cái nắp để, tại vì cái này ví dụ như cái lưỡi bén mà đúng không, để cái lưỡi bén như mình mà mình thọt tay vô tình là mình bị tay, cho nên cái ca phải vào vị trí, và cái nắp của nó cũng có cái khóa an toàn này, cũng phải vào vị trí đó, nắp và ca cả hai vào vị trí thì lúc đó máy nó mới chạy, còn trước đó máy không chạy. Bây giờ dù cho các bạn vặn nắp đúng vào vị trí mà cái ca nó không đúng vào vị trí là máy nó cũng không chạy đâu ha. Một trong hai mà không vào vị trí là không chạy, mà phải cả hai, ca và nắp đều phải vào vị trí của nó thì nó mới chạy. Mà khi sử dụng á, nhớ là đừng bao giờ thọt cái tay mình vô đây,
vì họ có cái ca này cho mình, nó vừa là cái ca để đông nữa, đông nước, đông bột, đông gì đó tùy các bạn, đường, muối gì đó. Và cũng có thể là để khi mà mình xay cắt lát hoặc là xay sợi hoặc là bất cứ mình làm gì củ quả gì đó thì nó gần xuống thì mình để lấy cái này mình nhấn nó xuống, chứ đừng bao giờ lấy tay thọt vô nha. Rồi cách sử dụng cái lưỡi như thế nào, đây mình chỉ cho các bạn. Ok, cách sử dụng cắt cái lưỡi, sử dụng cái lưỡi sắt thì mình chỉ các bạn ha. Các bạn để cái trục này vô nè đó, rồi để cái lưỡi này lên, tùy theo muốn sắt sợi lớn hoặc sợi nhỏ thì tùy theo các bạn, mà chỉ cần xoay cái mặt của nó thôi ha. Cũng như là sắt lát cũng vậy, cái này ha bén lắm nha, nhớ nha quý vị, cái này bén dữ lắm nè. Thì tùy theo lát mỏng hay lát nhỏ, lát mỏ, lát dày, mà mình chỉ cần mình xoay cái mặt nó như thế này thôi. Đó, sau đó mình lấy cái nắp phải đậy lên, và nhớ nha, cả hai nắp và ly cũng phải vào vị trí của nó thì nó mới xoay ha. Rồi khi mà trái cây củ quả gì đó, dưa leo gì đó, cà rốt gì đó nó xuống đến đây rồi á, mà thay vì lấy tay nhấn xuống vậy nó rất nguy hiểm, thì mình có cái ca này, người ta cho mình cái ca này đó, mình để xuống, mình nhấn xuống vậy ha. Nhớ nha quý vị, đừng bao giờ thọt tay vô nha. Và cũng nhớ là phải để nắp và cái ca này phải đúng vào vị trí thì máy nó mới khởi động ha, máy nó xoay. Rồi bây giờ đến cái ly sinh tố. Ly sinh tố này cũng vậy, các bạn cũng phải để nó vào vị trí của nó. Đó, thì nó mới xay. Nhớ nha, khi mà các bạn xay thì nhớ đậy cái nắp này lại để cho nó khỏi văng ra ngoài, chỉ có vậy thôi. Ở trong này nó có cái ca nhỏ nè. Đó, một là ví dụ như các bạn muốn thêm, bỏ thêm trái cây vô khi mà mình xay nước sinh tố, bỏ trái cây, bỏ sữa, bỏ đường, tùy theo lấy cái này ra rồi bỏ vô. Hoặc là nếu mà đậy lại mà thấy nó còn hơi khô, muốn cho nó lỏng chứ đổ nước vô cũng được, đi qua cái nắp này, ở đây nó có cái lỗ nè, nhớ nha, chỉ có vậy thôi. Rồi cái ca này là bằng nhựa, cũng 1 lít ha. Rồi cái lưỡi của nó, lưỡi xay của nó cũng vậy, rất đơn giản. Các bạn ở dưới này cầm cái đít của nó nè, vặn nó ra, rồi nhớ nha, cũng bén lắm mà, cẩn thận nha, hai cái lưỡi này nè, bén dữ lắm nè. Để vô trong một cái thau nước ấm ấm rồi xoay xoay chút vậy, hoặc là lấy cái bùa nhùi gì đó, nhưng mà khi mà chùi rửa nhớ cẩn thận nha, tay của mình ha. Rồi sau đó để cho nó ráo hoặc là gì đó, xong rồi vặn vô vậy thôi, rất đơn giản tiện lợi, không có cầu kỳ khó khăn gì hết đó. Rồi ở đây nó có hai vận tốc nè, đó 1 và 2. Khi mà các bạn xay cái gì cũng vậy, xay thịt thì nhờ có cái lưỡi bén nè, các bạn xay làm thịt băm, hoặc là các bạn xay nhuyễn ra để làm giò sống, xay thịt bò, thịt heo, thịt gà hoặc là cá luôn cũng được, cá để làm chả cá, cái gì thịt heo thì xay làm giò sống tùy theo các bạn, hoặc là giò thủ thì xay không có xay nhuyễn mà xay nó vừa vừa thôi, ví dụ vậy đó, bỏ vô thịt vô nhưng mà cũng phải sắc mỡ, sắc nhỏ nhỏ trước chút, chứ mà để nguyên cái đùi gà bự vậy hoặc là cái đầu cục thịt bự vậy thì sao mà nó xay được, đúng không? Nhớ là những cái này không có xay thể vật cứng, ví dụ như bỏ xương vô là không được nha các bạn. Đã có trường hợp xảy ra rồi là có khách hàng để nguyên cái đùi gà, để luôn cả xương vậy đó, rồi xay xong nói là mình bán hàng dởm, rồi máy bị hư, mình xin lỗi trước nha. Hàng của Boss là cái hàng có tên tuổi ở trên thị trường, hàng gia dụng, xài đúng cách người ta làm cho nó thì nó bền. Cái máy này nhà mình xài cả chục năm hơn mà chưa có một cái vấn đề hết đó. Thật sự luôn đó, máy này là máy nhà đang xài đó. Cái lưỡi này nó rất bén nè, bén nhưng mà nó cũng không đủ sức để mà nó xay nhuyễn cái cục xương đâu ha. Rồi đó, đây là dòng máy multi talent, máy xay đa năng của Boss MCM3200W, công suất là 800W, cái ca sinh tố là 1 lít, tất cả đồ nhựa non toxic, tức là không có độc tố. Đó, các bạn làm gì cũng vậy ha, người ta có cái vạch maximum thì mình để đồ đến maximum thôi, không để hơn, để hơn một nó không trào ra ngoài á thì máy nó không xay được, nó phải có cái khoảng trống để cho nó xay thì nó mới chịu, nó đổi
cái chiều để cho cái cục thịt nó đều, ví dụ như mình muốn xây làm thịt băm đúng không, ví dụ như vậy đó. Rồi đây có hai vận tốc này, đầu tiên bao giờ cũng lên số 1 trước xây ngồi rồi mới lên số 2, tùy theo mình muốn xây nhuyễn cỡ nào mình xây. Hoặc là các bạn xoay cái này sang cái chữ M bên này nè, cái vận tốc bên này, M này là manual, là nó chỉ nhấp lên thì khi các bạn quay sang thì nó xoay rồi buông tay ra thì dễ tắt đó. Ví dụ mình nhấp gì thôi, xoay nhẹ gì thôi đó, thì sử dụng vậy. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha, trên Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z trên Facebook. Còn nếu các bạn muốn xem nhiều video khác, nhiều mặt hàng khác nữa ngoài máy móc ra nữa thì lên trên YouTube Bà Mẹ Đẹp Vlog thì các bạn sẽ nhìn thấy khoảng chừng hơn bộ cả đến hơn 300 video, 400 video, chắc giờ này cũng phải hơn cả 400 video đó. Ở trên đó giới thiệu đủ thứ mặt hàng đó, các bạn lên đó mà xem. Rồi nếu các bạn thấy video của mình có tiện lợi giúp ích gì được cho các bạn thì mình xin các bạn một cái like, một trái tim. Hoặc là nếu các bạn có một cái trải nghiệm kinh tế, một trải nghiệm kỹ thuật, hoặc là một câu hỏi gì đi nữa, các bạn cũng cứ lên trên Facebook hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, lên đó sẽ được tư vấn dù cho có mua hay không mua đó, không quan trọng ha. Cảm ơn các bạn nhiều nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Rồi các bạn nhớ nha, mình sẽ còn giới thiệu nhiều video, nhiều máy khác nữa, nhớ theo dõi nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.